Ngày 30 tháng 4, nguồn tin của báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 8 đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, chuyên cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương chợ Bình Điền. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thông tin về băng nhóm hoạt động lưu động tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền do các đối tượng Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng cầm đầu. Nhóm này có quan hệ chú cháu ruột và là em ruột cháu ruột của bị can Châu Phát Lai Em, đàn em của Nam Cam đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình về tội giết người vào năm 2003. Trong quá trình kinh doanh tại chợ đầu mối Bình Điền, nhiều tiểu thương bị các đối tượng này tạo cớ gây ra các mâu thuẫn, liên tục cùng đàn em đến nơi kinh doanh tại chợ để chửi bới. Đồng thời nhóm gây áp lực và hành hung, buộc các tiểu thương phải nộp một khoản tiền để được bỏ qua và tạo điều kiện để tiếp tục buôn bán trong khu vực chợ. Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo xác lập chuyên án triệt phá. Khi đã đủ bằng chứng về băng nhóm tội phạm này, hàng trăm trinh sát của phòng BC02, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy BC04, Công an quận 8 và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng. Qua làm việc, nhóm này thừa nhận thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền, với số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngày 26 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Tất cả các quyết định và lệnh nêu đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Công an Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm tội phạm do Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng cầm đầu, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc cưỡng đoạt tài sản bằng các hành vi tương tự, liên hệ ngay phòng BC02 ở địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Hồng Huynh, số điện thoại 0976 030303 để trình báo và được hỗ trợ.